Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Và hôm nay là khoảng gần 9 giờ rồi. Và mình sẽ nói sơ qua về video hướng dẫn mình ngày hôm nay. Đó là hướng dẫn chơi trò Granny. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói một chút sơ qua thôi. Đó, đây, mình đã lên Google Play để chuẩn bị tải về đây. Đó, Granny nè. Mình sẽ xem chút về video nhất để giới thiệu. What the hell? Đó, nó thì mình giới thiệu. Đó, anh. Đó là một chút sơ qua. Đó, mình dựa video này mình uống khỏi, mình uống nhắm mắt luôn nè. Đó, đó là video giới thiệu về The Dog Granny. Đó. Đó. Đó, mình nhìn cái xem video này quá mấy chục lần rồi mình vẫn thấy cái đoạn giữa mình cũng muốn sợ luôn rồi. Đó. Đó. Thông tin thêm nè. Đi ra đi. Đó. 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 Đó, mình sẽ nói xin. Đó, hình ảnh đó. Đó, dạng nhà đây. Đó. Tôi phóng to ra. Đó, đây. Đó, cái này là phòng chính. Cái này là phòng ăn hoặc là phòng khách đây. Đó. Đó, cái này tầng hầm đây. Đó. Đó, các bạn nhìn kỹ vào ở chỗ này. Này là bàn ăn Granny của chúng ta đây. Bao trang tiếp theo. Đó, hình ảnh bà già đây. Đó, hình ba giờ cũng ngay răng trắng đây. Đó, mình sẽ mở sáng lên cho nó rõ. Đó, đây. Đây, ba giờ Granny cũng chúng ta đây. Đó, nhưng bà già này cái răng y chang và ăn cướp vậy. Còn cái mắt giống như con ma, giống như lấy cái đồng đen ra vậy. Còn cái ba này đầu hói, giống như là bà mình đi cắt tóc vậy. Đó, còn cái da màu đen này bà giống như người cháu phi luôn á. Đó. Ờ, thấy không? Đó. Ok, đến bây giờ là mình chuẩn bị đi ngủ rồi. Và ngày mai mình sẽ bắt đầu làm video hướng dẫn chơi trò chơi Granny. Đó. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon và nhớ like, subscribe và mô tả cho mình và ấn phong chung của mình để có thể nhận thêm những video mới. Đó. Chúc các bạn có những giấc mơ đẹp và đừng không bao giờ có những giấc mơ ác mộng giống như cái video hồi này của mình mở ra.